Đây là con nhồng cậu mình chơi nè mọi người. Giờ đem xuống. Nó kêu cũng dữ lắm á. Thay nước cho nó cái mới được. Xong rồi cho mấy con chim con ăn. Con nhồng này nó cũng khoái tắm lắm nha mọi người. Nó có cái khay để nước bên đây nè. Vừa tắm đi. Tắm đi, tắm đi con. Nè nè. Đó, chuẩn bị vô tắm à. À. Mát không? Mát không? Mát không? Hả? Không tắm bây giờ cho mấy con này nó ăn. Mấy chim ri này nó cũng đợi mình nó cho ăn. Cỡ nó nghe kìa mọi người, nó nghe không biết con gì kêu cái gì á. Dạo này mình có đâm sẵn rồi, chỉ cần múc cho nó ăn là thôi. Cho ăn bằng cái ống hút này múc gạo cũng tiện lắm mọi người. Để như vậy là tụi nó ăn hết trơn rồi. Tụi nó ăn gì cũng no dữ lắm luôn nha mọi người. Bắt cho tụi nó ra ngoài chơi. Đặng hồi nữa mình thay rơm cho nó tụi nó luôn. Cho nó ra ngoài nó kêu. Nhà biết con gì không nhồng? Nhồng. Bốn đứa em của mày nè. Coi con nhộng nó nhìn kìa mọi người. Không biết con gì á. À, phải bốn đứa em của mày không? Con chim ri này là bự nhất nè. Tới con này thứ hai, thứ ba, thứ tư. Con này lanh lắm rồi nè. Nó leo lên tay mình luôn. Còn mấy con này còn nhỏ à. Thấy chưa? Nó khoái lên tay của mình lắm mọi người. Nè. Biết con này làm gì không? Nhồng. Lên, lên tay luôn. Lên tay nè. Mình cho ăn xong là mình hay để lên tay vậy nè. Lông cánh ra cũng nhiều lắm rồi. Ri ri ri. Có thằng em nó kêu mình đặt tên đi. Biết đặt tên gì giờ. Kêu bốn con là ri hết quá. Rồi, ị lên tay đâu luôn. Rồi con nhồng này không biết chừng nào biết nói đây. Nhồng. Chừng nào biết nói nhồng.
Giờ mình đem 4 con chim này để trong cái thùng đỡ đi, để mình đi thay rơm cho nó nữa. Vô thùng này đỡ nha, tính đi thay rơm cho các. Không dám để nó ngoài đâu mọi người. Giờ này nó tắm ướt nhẹp hết trơn luôn. Nhà ông tắm đây, tắm ở đây, xịt ở đây có nắng nắng chút coi. Để chim nước vô cho nó thêm đầy đầy chút. Tắm đi con, tắm đi nó. Cái chung này để cho nó uống nước chứ không phải để cho nó tắm, bởi chung này nhỏ xíu rồi mọi người. Tắm đi nhau, khoái tắm lắm mọi người. Con nhộng này nó cũng dạng á, để cái tay vô cái nó cắn tay mình vậy nè, làm như là cái ổ của người ta vậy đó, cái ổ của người ta mà xâm phạm vô nó không chịu. Ây da, nhộng làm gì cắn đau vậy, nên tay đứng nè. Ê, lên tay đứng chơi chút nè. Không chịu nè, chị tắm đi. Tuy nó dạ mình cũng phải gài lại nha mọi người, chứ cái anh này mà ảnh bay ra ngoài cái là mất tích. Gà lại lấy gồm thay cho mấy con chim ri. Quá trời quá đất rồi. Cái hũ này hôm bữa mình lại cái tiệm kia mình mua, hình như 35.000 còn giá nó nè. Để mình làm rơm cho nó mềm lại cái. Mình thay rơm cho nó xong rồi nè mọi người. Nhộng này nãy giờ nó tắm đã rồi đó. Nằm nó gom lại cục chỗ này thì nghiệp không. Đi lên tay, lên tay, lên tay. Đó, thay rơm mới rồi đó. No, cái bụng no nóc hết trơn rồi còn đòi ăn nữa nè. Vô đây nha. Bye bye mọi người nha, hẹn mọi người ở video tiếp theo nha. Mình đem cắt con nhộng này luôn. Cho nó tắm với nó phơi nắng như vậy cũng được rồi. Bye bye mọi người.